Bây giờ là nghi thức truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Giuse Vũ Công Viện. Kính mời cộng đoàn đứng và hát Kinh Chúa Thánh Thần. Christus mentes fium tuum. Mời cộng đoàn an tọa. Kính thưa cha, giáo hội tại Hà Nội xin cha truyền chức giám mục cho cha Giuse Vũ Công Viện. Cha có tông sắc không? Thưa có. Xin cho đọc tông sắc. Tông sắc bổ nhiệm Phanxicô giám mục, tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa, gửi lời chào thăm cùng phép lành đến con yêu dấu Giuse Vũ Công Viện, giáo sĩ của Hà Nội, cho tới nay là đại diện tư pháp và giám học Đại chủng viện, được đặt làm giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Hà Nội và giám mục hiệu tòa Ramaka. Hy lễ thánh thể mà giáo hội cử hành mỗi ngày, tự nó hướng đến sự kết hợp mật thiết của các Kitô hữu với Chúa Kitô qua việc rước lễ. Thật vậy, chúng ta tiếp nhận chính đấng đã hiến mình cho chúng ta. Chúng ta nhận lấy thân mình người, thân mình mà người đã trao nộp vì chúng ta trên thập giá. Để rao giảng mạnh mẽ sự kết hợp của nhân loại với Thiên Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận này, hiền đệ khả kính Giuse Vũ Văn Thiên, xuất phát từ nhu cầu mục vụ của cộng đoàn mình, gần đây đã thỉnh xin Tòa Thánh một giám mục phụ tá. Tán thành nguyện vọng này,
và chấp thuận lời thỉnh cầu của Ngài. Nay, hỡi con yêu dấu, Cha bổ nhiệm con vào chức vụ này vì nhận thấy con là người trổi vượt về tính thận trọng, đời sống thiêng liêng, năng lực hoàn thành công việc cũng như những khả năng nhân bản và phẩm chất linh mục khác. Đặc biệt là lòng nhiệt thành của con trong việc đào tạo các ứng viên linh mục. Vì thế, sau khi lắng nghe ý kiến của Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, Cha lấy quyền tông tòa tối cao bổ nhiệm con làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, hiệu tòa Ramaka. Cùng với tất cả quyền hạn và những quy định bắt buộc đi kèm theo giáo vụ này như được ấn định trong Bộ Giáo luật, nghi thức chuyển chức giám mục cho con có thể được cử hành ở bất cứ nơi đâu ngoài thành Roma bởi bất kỳ giám mục công giáo nào, miễn là phải theo đúng các quy tắc phụng vụ. Nhưng trước đó, như chính sự việc yêu cầu và theo quy định của luật hội thánh, con phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Cha cùng các đấng kế vị Cha. Sau cùng, hỡi con yêu dấu, Cha phó thác con và lòng nhiệt thành của con cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, đấng bảo trợ. Cha mong con hãy chu toàn thừa tác vụ giám mục được trao phó cho con để cộng tác với Đức Tổng Giám mục Hà Nội, phục vụ các giáo sĩ và dân Chúa bằng việc chuyên cần rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích. Ban hành tại Roma, đền thờ Lategano ngày 26 tháng 10 năm của Chúa 2024, năm thứ 12, triều đại giáo hoàng của Cha Francisco giáo hoàng ấn ký. Tạ ơn Chúa. Theo định chế cổ kính của các thánh giáo phủ, người sắp thủ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với ơn Chúa Thánh Thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn, đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong Hội Thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô Hội Thánh của Người và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống hiệp nhất với Người dưới quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân Thánh Chúa vào con đường cứu độ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành
người đã khởi sự nơi hiền đệ. Kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đấng quan phòng cho lợi ích của giáo hội, lấy lòng nhân từ ban ơn rộng rãi cho vị tiến chức này. Kính mời cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Michael, cầu cho chúng con. Các thánh thiên thần của Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tây Giã, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Gioan, cầu cho chúng con. Thánh nữ Maria Magdalena, cầu cho chúng con. Thánh Tê-phan-ô, Si-ô thành Antiochia, cầu cho chúng con. Thánh nữ A-ni, cầu cho chúng con. Thánh nữ Pepetua và Felicita, Thánh nữ Teresa,
đạo Việt Nam. Chúa tỏ lòng khoan dung, xin Chúa cứu chữa chúng con, khơi mọi sự giữ, xin Chúa cứu chữa chúng con, khơi phạm tội. Chúa làm người, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống, xin Chúa. Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm chất hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Xin Chúa đoái thương chung lành cho tiên trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chung lành và thành hoa tiên trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chung lành thành hoa và thành hiền tiên trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lời Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lời Đức Kitô xin nghe lời Chúa hôm con. Lời Đức Kitô xin nghe lời Chúa hôm con. Lời Đức Kitô xin nhậm lời Chúa. Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin mở rộng nguồn hồng ân tư tế cho tôi tớ Chúa đây, mà tuôn tràn trên tôi tớ Chúa chúc phúc lành linh nghiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn an tọa.
Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên nơi cao thẳm và đoái nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế, và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây xin Cha tuôn đổ trên vị tiên chức này thần lực phát xuất từ nơi Cha là Thánh Thần thu lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô, và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập hội thánh mọi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh và ca tụng Cha muôn đời. Lạy Cha là đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết chăn dắt đoàn chiên thánh của Cha và thực hành chức thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày. Ngõ hầu tôi tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha và tiến dâng lễ vật hồi thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần được lãnh nhận quyền thượng tế để tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và tháo gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin ban cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiến dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, nhờ Người mà vinh quang, quyền lực và vinh dự đều quy về Cha cùng với Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn an tọa. Xin Thiên Chúa là đấng đã làm cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô luôn đổ trên hiền đệ chất dầu huyền nhiệm và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được nên phong phú. Hiền đệ hãy lãnh nhận phúc âm và rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyền làm trang sức. Hiền đệ hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn.
Hiền đệ, hãy nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Hiền đệ, hãy lãnh nhận chiếc gậy, dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn, và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên. Nơi đó, Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị Hội Thánh Chúa. Nghi thức tấn phong giám mục đã kết thúc.